Konnichiwa, xin chào mọi người đã đến với kênh Kyukado GP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm bánh bao nhân ngọt nhân kaje. Bánh bao hôm nay mình cũng làm với men tự nhiên thay cho men công nghiệp. Màu ở đây thì mình sử dụng màu hoa đậu biếc. Nếu thích món bánh bao nhân ngọt thì mời vào xem và cùng làm nha. Để làm món bánh bao hôm nay, trước tiên mình sẽ làm men cái. Ở đây mình có men tự nhiên 200g. Men này mình nuôi được hơn 1 tháng rồi. 200g men tự nhiên và 150g bột mì. Hôm nay mình sẽ sử dụng bột mì đa dụng. Đây là bịch bột mì đa dụng Chiriki Komugiko, là bột mì đa dụng 150g. Bột mì này có 10% protein. Tambakushitsu 10g là 10% protein nha. Đây là hoa đậu biếc khô 2 muỗng canh, 150ml sữa tươi. Nếu như mà không có sữa tươi thì cũng có thể sử dụng nước cũng được nha. Mình sẽ cho sữa vào nồi rồi cho hoa đậu biếc vào đây nấu cho ra nước màu. Nấu ra nước màu mình phải nấu mất thời gian lâu, cho nên là mình cho vào đây 200ml sữa tươi. Rồi mình nấu lên tí xíu nữa nó cạn lại còn đúng 150ml nước màu là được nha. Màu bây giờ nó ra như vậy là được rồi nè. Chắc lấy 150ml nước màu. Đúng 150ml nước màu. Mình để ở đây cho nó nguội bớt. Cho bột khô và 1 muỗng canh đường vào thau. Đường sẽ giúp men của mình hoạt động tốt hơn, cho nên là mình cho 1 muỗng canh đường vào đây. Muỗng canh là muỗng 15ml, 15cc. Quậy đều lên cho đường tan đều ra. Rồi cho men tự nhiên vào đây. Nước màu của mình để nãy giờ nó đã nguội bớt rồi, nó còn hơi ấm ấm nè, mình cho vào đây luôn nha. Rồi dùng cây phới trộn đều lên, trộn bằng cây phới cho nó đỡ dính tay, chứ cái này mà trộn bằng tay nó dính màu lên tay tùm lum luôn á. Khi bột và màu đã hòa quyện thành một khối như thế này rồi, mình sẽ dùng rubber đậy lại. Mình sẽ ủ bột khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng cho men nó hoạt động, nó nở ra nha. Nếu như mà ở chỗ nóng thì mình để ngoài nhiệt độ bình thường là được, còn ở chỗ lạnh thì cho vào lò vi sóng. Mình đậy nắp lại ủ ở trong lò, cho nó ấm thì men dễ hoạt động hơn. Trong khi chờ đợi ủ bột, mình sẽ làm nhân bánh. Ở đây mình có 30g sữa. Sữa này là mình dùng sữa của em bé mình đang uống, sữa bột nha. Đây là sữa bột của bé mình đang uống nè. Đây là sữa dành cho bé từ 9 tháng đến 3 tuổi. Nếu không thích bột sữa này thì có thể sử dụng bột sư tử nha. 60g bột bắp. Đây là bịch bột bắp của mình. Con starchy là bột bắp, nó có trái bắp ở đây nè. 40g bột bắp. 40g đường, 90g bơ lạc, 90g sữa đặc có đường, 90g nước cốt dừa. Đây là hũ nước cốt dừa mình sử dụng. Nước cốt dừa này của Thái nha. Và thêm 1/4 muỗng cà phê muối. Cho vào đây nha. Hồi nãy mình quên giới thiệu với mọi người là có thêm trứng nữa. Mình sẽ ở đây mình sử dụng 2 quả trứng. Nhưng mà cái công thức là mà mình đưa ra là 3 quả trứng nha mọi người. Vì mình có một ít cái nhân đậu đen đó, cho nên là mình bớt đi 1 quả trứng. Mình muốn sử dụng nhân đậu đen vào. Cho nên là công thức mình sẽ ghi là đúng là 3 trứng nha mọi người. Dùng cây đánh trứng đánh cho trứng tan ra. Cho tiếp đường và muối vào đánh cho tan ra.
Cho tiếp sữa đặc có đường vào đánh tan ra. Mình cứ cho từng nguyên liệu vào, đánh tan ra rồi mới cho tiếp vào nha. Mình thấy đã tan ra hết rồi, mình cho tiếp nước cốt dừa vào. Tiếp tục khuấy cho tan ra. Phần nước đã xong rồi, mình cho tiếp sữa bột vào khuấy tan ra. Tiếp theo là bột bắp. Bột bắp thì mình sẽ dùng cái rây để rây vào để cho nó được mịn, ít vón cục nha. Tiếp tục trộn đều lên cho bột tan ra. Khi bột đã tan ra hết rồi, mình bắt lên bếp và nấu với lửa nhỏ. Khi nấu, mình sẽ trộn liên tục như thế này để nhân của mình được mịn hơn. Ban đầu, khi hỗn hợp nhân của mình chưa sôi, mình sẽ để ở mức lửa trung bình. Khuấy đều liên tục cho đến khi nhân của mình nó hơi sệt lại như thế này, mình sẽ cho tiếp bơ vào. Trộn đều liên tục cho đến khi nào bơ của mình tan chảy ra hết. Khi hỗn hợp nhân của mình đã sệt lại như vậy rồi, mình sẽ hạ lửa ở mức nhỏ nhất nha. Để cho nhân của mình có mùi thơm hơn, mình sẽ cho vào đây một ít vani. Đây là vani dạng nước. Tiếp tục trộn đều lên cho đến khi nào mình nhìn thấy nhân của mình nó mịn là được nha. Bây giờ mình thấy nhân của mình nó đã mịn rồi nè. Như vậy là được rồi, mình tắt bếp và nhắc xuống luôn. Hôm nay mình làm 20 cái bánh bao cho nên là mình chia đều nhân ra thành 20 phần nha. Chưa có sử dụng ngay cho nên mình sẽ đậy đắp bừa đại và cho vào ngăn mát tủ lạnh để nha. Bột cái của mình đã ủ được 1 tiếng rồi, bây giờ mình làm bột chín luôn. Ở đây mình có 250g bột mì, mình cũng sử dụng bột mì đa dụng. Chiriki Komugiko là bột mì đa dụng, giống như cái bột ban đầu mình sử dụng nha. Đây là bột nở 8g. Baking gouda là bột nở. Đây là bột khoai tây 20g. Katakuriko là bột khoai tây 20g nha. Mình có thêm 40g đường. Nếu như mà mọi người thích ăn ngọt hơn thì có thể cho đường nhiều hơn. Thêm một muỗng cà phê muối, mình cho vào đây luôn. Rồi cho tất cả nguyên liệu vào thau. Trộn đều lên nha.
Bột cái của mình đã ủ được một tiếng, nó nở ra gấp đôi rồi nè. Cái màu tím dễ thương ha. Rồi cho bột chính mình vừa trộn xong cho vào đây. Dùng cái phới trộn đều lên. Thêm vào đây 20ml dầu ăn. Cho bột ra bàn cho nó rộng rãi, thoải mái, dễ nhồi hơn. Rồi mình cứ nhồi đủ kiểu cho đến khi nào mà bột của mình nó mịn, không còn dính tay là được nha. Mình nhồi cũng được 10 phút rồi nè. Bột của mình bây giờ không còn dính tay nữa. Đụng vào nó như vậy. Đó, như vậy là được rồi nha. Rồi mình chia bột ra thành 20 phần bằng nhau. Rồi vo bột thành viên tròn như thế này, lấy bột cũ ấn vào trong như thế này để cho bột mới nó ra ngoài. Đó, vo thành viên tròn như thế này nha. Như vậy là mình đã vo được 20 viên bột tròn như thế này. Mình sẽ dùng khăn ướt để đậy lên cho bột không bị khô. Khi làm mình sẽ lấy từng viên bột ra cán. Đó, mình không có để ủ nữa, mình chỉ đậy khăn ướt lên cho nó không có bị khô thôi nha. Rồi mình lấy từng viên bột cán, đưa cái mặt tròn này, cái mặt láng á, đưa xuống dưới. Rồi cán ra, cán vừa phải thôi, đừng có cán to quá nha. Để cho cái vành ngoài của bột nó mỏng hơn, mình sẽ dùng cây cán lăn vào như vậy. Đó, cán vào trong, cán bột vào trong cho cái rìa bột nó được mỏng hơn. Cho nhân vào giữa, gói lại. Gói làm sao cho nó tròn lại là được nha. Đó, mình cứ cầm như vậy và túm lại từ từ, rồi gấp cái mép lại. Vo sữa cho nó tròn lại. Đúng, lăn vài vòng như vậy. Đó, lăn cho nó tròn là được nha. Mình lấy giấy nến cắt ra thành hình tròn như thế này, rồi đậy bánh lên. Đó, như vậy là xong rồi. Tiếp tục làm y như vậy nha. Thank you.
Mình làm thêm kiểu xếp ở trên như thế này nha mọi người. Làm thay đổi cho nó có nhiều kiểu. Còn dư một ít bột, mình làm thêm mấy cái bông ở trên nữa. Như vậy là xong rồi, mình cho vào lò vi sóng, đậy nắp lại và ủ khoảng 2 tiếng. Sau 2 tiếng ủ trong lò vi sóng thì bánh của mình đã nở ra như vậy. Bây giờ mình đem đi hấp nha. Vì mình làm với men tự nhiên, nó sẽ nở lâu hơn men công nghiệp nha mọi người. Bắt nồi lên bếp, nấu cho nước sôi rồi cho bánh vào hấp. Nắp của nồi hấp mình quấn một cái khăn để cho nước không có nhiễu lên bánh, làm ướt bánh nha. Bánh này nhỏ cho nên mình hấp trong thời gian khoảng 7 phút là bánh chín nha. Bánh mình hấp được 7 phút rồi nè. Wow, phồng to, căng miệng, nhìn ngon quá mọi người ơi. Vậy là bánh đã chín rồi, mình gấp ra nha. Rồi cho bánh vào hấp tiếp. Đây, bánh của mình lấy ra ngoài để một tí xíu thì nó đậm màu lên nè. Đó, nhìn ngon ghê chưa? Căng bóng ra luôn. Và nồi bánh thứ hai cũng đã chín rồi nè. Bánh nở to, căng miệng, bóng mướt. Như vậy là đạt rồi. Để mình cắt ra cho mọi người xem bên trong của bánh như thế nào nha. Đây là bên trong của bánh nè, nhân vàng ôm luôn. Vỏ bánh thì xốp mềm, căng miệng. Men tự nhiên của mình nuôi nó hoạt động tốt cho nên là bánh bên trong nó có rất là nhiều lỗ, mà ở bên ngoài thì nó căng miệng, bóng mướt như thế này. Như vậy là thành công rồi. Mình chúc mọi người làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyukado CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigato gozaimasu. Mata ne. Mình làm xong là buổi tối, bây giờ là sáng rồi, mình hâm lại. Đậy đắp bừ cho vào lò vi sóng hâm lại khoảng 1 phút, hay là cho vào nồi hấp hâm nóng lại cũng được nha.
Nhân của mình làm không có tan chảy vì ở nhà có con nít ăn á, cho nên là tan chảy thì nó sẽ chảy ra tèm lem. Còn nếu mọi người thích làm nhân tan chảy thì bớt lượng bột lại nha. Bánh sau khi hâm lại rồi thì vẫn giống y như là lúc mới hấp ra, vẫn xé được ra cái da, miếng da nó tróc ra như thế này. Đó, và cái da nó càng mỏng hơn nữa mọi người. Đó, nó mỏng hơn lúc tối luôn á. Này giống bánh lột da ghê luôn. Bánh mềm xốp rất là ngon. Mình cho chồng ăn sáng mà ông ăn một lần 4 cái, còn khen ngon nữa.